ơi. Ồ. Bạn có phải là nhiếp ảnh gia đường phố không? Đúng rồi, mình chính là nhiếp ảnh gia đường phố đây. Tuyệt quá, bạn có thể chụp giúp mình vài kiểu ảnh được không? Tất nhiên rồi, bạn đứng vào nào để mình chụp. Ok. Bạn chụp đẹp vào đấy. Nhưng mà bạn có thể in ra tặng mình được không? Ồ, mình cũng muốn lắm nhưng mà mình lại không có máy in ở đây rồi. Bạn đừng lo, mình đã có máy in di động Canon Selfie CP1500. Ôi. Vô cùng tiện lợi, thử xem nhé. Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại. Ngày hôm nay chúng mình có một món đồ công nghệ mà mình nghĩ rằng với những ai thích lưu giữ hình ảnh và album này, thích trang trí và thích tặng ảnh cho người khác sẽ vô cùng yêu thích nó. Đó chính là chiếc máy in di động đến từ nhà Canon Selfie CP1500. Phiên bản CP1500 này có hai màu đen và trắng. Ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản màu đen. Chiếc máy này tổng thể gọn, đẹp và hiện đại hơn rất nhiều so với phiên bản CP1300 trước đó. Cá nhân mình rất thích cái phần thiết kế họa tiết đẹp và chống bám vân tay hay là chân trượt này của nó. Máy có đi kèm cả khe đựng pin, cổng kết nối Type-C và khe cắm thẻ nhớ để chúng ta có thể kết nối trực tiếp. CP1500 chỉ cỡ khoảng một găng tay và nặng tầm 850g mà thôi. Khi mua về thì chúng ta sẽ có một bộ máy in khá là đầy đủ rồi. Có máy này, khe đựng ảnh, dây nguồn, nhưng ảnh và mực bạn sẽ phải mua riêng. Ở đây bọn mình có sử dụng bộ giấy mực KP108IN, có 108 tấm ảnh cỡ cơ bản và 3 bộ mực đủ để in hết chỗ ảnh này. Giá sẽ khoảng 5-600 nghìn. Sử dụng bộ máy in này rất đơn giản vì nó đã có sẵn tiếng Việt. Chúng ta chỉ cần cắm dây nguồn vào máy, bấm giữ nút nguồn mở máy lên, chọn ngôn ngữ và kích hoạt theo hướng dẫn là được. Bạn cũng đừng quên tải ứng dụng Selfie Photo Layout để lát nữa chúng ta kết nối và in ảnh nhanh từ điện thoại nhé. Sau khi thiết lập cơ bản, máy sẽ báo đang chưa có giấy và mực. Lúc này chúng ta sẽ cần đến bộ giấy mực ban nãy. Bạn chỉ cần bỏ một bộ mực vào bên trong máy theo đúng chiều mũi tên là được. Để lắp bộ khay đựng ảnh và giấy in ảnh, hãy mở nắp phía trước của máy in. Khay đựng ảnh sẽ có hai nấc để mở. Nấc mở đầu tiên là để chúng ta mở ra khi in ảnh. Nấc thứ hai là mở hết ra để cho giấy in vào khay. Bạn hãy lưu ý khi bỏ giấy in vào khay, không cầm trực tiếp tay vào mặt giấy và đặt phần trơn ngửa lên trên, phần có chữ nằm ở dưới. Sau đó cắm thẳng khay ảnh vào máy in là được. Để kết nối in ảnh từ điện thoại với máy in, ở trên máy in, bạn bấm chọn mục Wi-Fi, bấm thiết lập kết nối, bấm Selfie Photo Layout, bấm OK cho đến khi hiện ra mã QR. Mở ứng dụng Selfie Photo Layout mà chúng ta vừa tải về ban nãy, chọn CP1005 và bấm OK cho đến khi hiện ra phần quét mã QR. Sau đó bạn hãy quét mã hiển thị trên máy in và chờ một lát là thành công rồi. Để in một tấm ảnh bình thường, chúng ta sẽ bấm chọn Select and Print. Ở đây thì mình cấp quyền cho một số ảnh nhất định. Bạn dùng cá nhân thì bạn có thể mở full quyền cho cả cái album nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn loại muốn in. Lớp phủ này độ tối ưu cho ảnh, mình sẽ để mặc định hết. Tiếp tục chọn vào thư mục ảnh đã cấp quyền và chọn ảnh in. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh rất nhiều. Viền ảnh, màu nền, chữ, thêm QA, màu sắc, vân vân. Nếu không có gì cần thay đổi thêm thắt thì đến bước này các bạn chỉ cần nhấn Print để máy bắt đầu in là được. Từ lúc bắt đầu nhấn nút in đến khi hoàn tất, nó sẽ mất khoảng 1 phút rưỡi mà thôi. Mình thấy vậy cũng khá là nhanh rồi. Về chất lượng hình ảnh thì mình thấy màu in ra có chênh lệch với mình xem trên điện thoại, trông nó đậm hơn. Có những bức ảnh thì nhạt hơn. Tuy nhiên thì việc màu xem trên các thiết bị với màu in ra chênh lệch nó cũng là điều bình thường. Mình có thử in một số ảnh khác thì nó không bị ám vàng, màu da thì cũng đậm hơn, nhưng nhìn nét và đẹp hơn cái màu mình xem trên điện thoại. Nên mình nghĩ rằng bạn cũng nên tránh chọn những cái tấm ảnh ám vàng nhiều để không bị như mình nhé. Đấy, bạn thấy chiếc máy in này của mình thế nào? Mình vừa giới thiệu ở trên rồi đấy. Ui, tiện lắm bạn ạ, đỉnh thật sự. Bây giờ mình phải qua ngay Tokyo Camera để quất luôn một em máy này.